xuất hiện cáo buộc dàn xếp tỷ số ở aff cup đã có những cảnh báo về nạn dàn xếp tỷ số ở aff cup xuất hiện trên mạng xã hội hãy tránh xa các cược nếu không sẽ muốn đối mặt với những hậu quả nặng nề đó là lời cảnh tỉnh của chủ tịch ban tổ chức liêm kia tông gửi đến các cầu thủ các quan chức tham dự aff cup tại singapore sau khi những cáo buộc dàn xếp tỷ số bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội ông kia tông cũng là chủ tịch liên đoàn bóng đá singapore khẳng định Ban tổ chức đang giám sát chặt chẽ kết quả các trận đấu với Cục điều tra hành vi tham nhũng CPB của Singapore. Ông Tông tiết lộ, tất cả 10 đội bóng tham dự AFF Cup đã được thông báo sơ lược về vấn đề này. Phát biểu với Herian Metro, ông Linh Kia Tông cho biết, AFF không khoan nhượng với việc dàn xếp tỷ số. Chúng tôi cùng với CIPB đang giám sát chặt chẽ để đảm bảo rằng việc thao túng tỷ số các trận đấu không xảy ra. Những hình phạt nặng nề nhất sẽ dành cho những người liên quan. Các cầu thủ hoặc quan chức bị kết tội trước tòa án Singapore hoặc ban giám đốc AFF về tội tham nhũng trong bóng đá có thể bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá. Trước khi giải đấu bắt đầu, tất cả các cầu thủ và quan chức đã được thông báo tóm tắt về những hành vi cấu thành tội tham nhũng, hoặc dàn xếp tỷ số cũng như hậu quả của nó. Sau trận thắng 4-0 của Malaysia trước tuyển Lào trong khuôn khổ lượt đấu của bảng B, mạng xã hội lan truyền cáo buộc kết quả trận đấu đã được ấn định bởi các nhà cái. Ngay lập tức, cư dân mạng đã yêu cầu ban tổ chức điều tra trận đấu nói trên. Trong khi đó, huấn luyện viên đội tuyển Lào Savare khẳng định những tuyên bố trên là vô căn cứ và nhấn mạnh rằng các cầu thủ của ông đã nỗ lực hết sức nhưng không thể giành được kết quả khả quan trước tuyển Malaysia.